Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào mừng quý vị quay trở lại với thời lượng bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì đích thân ông Tập Cận Bình cũng phải thừa nhận lũ lụt ở Trung Quốc là nghiệt ngã. Sau sự im lặng trong hơn một tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối cùng đã lên tiếng nói về lũ lụt đang hoành hành trên khắp miền Trung và miền Trung Nam của Trung Quốc, mô tả nó nghiệt ngã. Tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã dẫn lời của ông Tập Cận Bình rằng tình hình phòng chống lũ lụt hiện tại là nghiệt ngã. Sau đó, ông kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc trong việc hỗ trợ cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để họ không rơi vào cảnh nghèo đói vì những thảm họa. Theo CCTV News, ông Tập cho biết mực nước sông Dương Tử, sông Hoài, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và Thái Hồ gần đây đã vượt mức cảnh báo. Ông Tập cũng thừa nhận tình hình lũ lụt ở Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Chiết Giang là rất nghiêm trọng. Ông Tập cảnh báo đất nước đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát lũ và nói rằng chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ông nói rằng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Quản lý Khẩn cấp và các bộ phận khác nên tăng cường phối hợp và triển khai lực lượng cứu hộ cùng vật liệu cứu trợ theo cách khoa học hơn. Ông Tập cũng kêu gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ tại khu vực bị lũ lụt. Hiện tại, Văn phòng Kiểm soát lũ của Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia từ mức 3 lên mức 2 trong hệ thống cảnh báo 4 mức. Các nhà lãnh đạo ở cấp bộ trưởng đã dẫn các đội đến Giang Tây và những nơi khác để hướng dẫn cứu trợ thảm họa. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, kể từ đầu tháng 3, lũ lụt bắt đầu bùng phát trên 27 tỉnh khiến 141 người thiệt mạng và 37,89 triệu người bị ảnh hưởng. 433 con sông có mực nước đã vượt qua mức nguy hiểm. Mạng truyền hình CGTN, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc đưa tin rằng lũ lụt ở nước này đã khiến 22.000 ngôi nhà sụp đổ, buộc 1,721 triệu người phải di dời, gây thiệt hại lên tới 61,79 tỷ nhân dân tệ. Theo báo Economic Information Daily, từ đầu năm tới nay, tình hình mưa lũ liên miên tại 22 tỉnh của Trung Quốc đã khiến ít nhất 108 người chết và tổng thiệt hại lên tới 5,6 tỷ USD. Tổng cộng, 20,79 triệu người ở 22 tỉnh Trung Quốc phải chịu thiệt hại do mưa lũ trong năm nay. Hơn 1 triệu người buộc phải sơ tán, ít nhất 108 người chết và 21 người mất tích. Nước lũ cũng gây thiệt hại tới 1,7 triệu hecta hoa màu và 44.000 ngôi nhà. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh miền Nam Trung Quốc gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Thứ Sáu tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, Hoài Hà và Thái Hồ trên tổng diện tích khoảng 210.000 km2. Trước đó, mưa lũ đổ xuống các quận phía bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông và vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Trang Lin, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Phúc Kiến cho biết hiện tượng El Nino là nguyên nhân dẫn tới các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hạn hán kéo dài trong suốt mùa xuân và mưa lũ nặng nề từ đầu tháng 3 tới nay. Dự kiến hạn hán sẽ quay trở lại sau khi mưa lũ năm nay kết thúc. Hàng năm có tới hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc chìm ngập trong nước lũ. Theo thống kê, các cơ quan kiểm soát lũ lụt và văn phòng cứu nạn, cứu trợ Trung Quốc có 184 thành phố tại nước này chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2012, 234 thành phố chịu lũ lụt vào năm 2022 và 125 thành phố vào năm 2021. Một trong những nguyên nhân chính là do chính quyền địa phương không chú trọng đến hệ thống thoát nước dẫn đến lũ lụt thường xuyên xảy ra tại nhiều thành phố. Hơn 300 thành phố ở Trung Quốc không đạt được tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt cho khu vực đô thị, thậm chí hơn 90% các đô thị cũ không đạt được tiêu chí thấp nhất về phòng chống lũ lụt. Đập Tam Hiệp thất bại trong kiểm soát lũ, cố đô ngập trong biển nước. Lũ đã ảnh hưởng tới 54 triệu người, khiến 3,7 triệu người mất nhà cửa và 158 người chết hoặc mất tích. Nước lên cao đã phá hủy 41.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 368.000 ngôi nhà. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, thành phố cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây mới đây đã trở thành nạn nhân của mưa lũ vốn đã hoành hành nhiều vào vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua. Chỉ trong một ngày, cơ quan khí tượng Tây An đã phải ban hành cảnh báo màu cam về lượng mưa lên tới 50mm trong vòng 3 giờ. Những cơn mưa lớn đổ nước thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy
nhiều con đường biến thành sông với mực nước cao ngang lưng. Một số người thậm chí chèo kayak để lượn quanh thành phố. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung ương Trung Quốc dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Điều tồi tệ nhất của mùa mưa lũ kể từ tháng 6 gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử có thể sớm kết thúc, nhà khí tượng học cao cấp Zhang Yuan nói. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng lên 15 mét so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Dư Tử rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Phan Xiao cho biết, đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần. Nhưng hiện nó không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình, mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong một số thiết kế. Khi xây dựng đập được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy vậy, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào đợt lũ vừa rồi. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể tàn khốc hơn nhiều nếu không có con đập. Đợt mưa lũ năm nay tại Trung Quốc là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nước ở 433 con sông vượt mức kiểm soát kể từ đầu tháng 5, trong đó 33 con sông lập kỷ lục. Lũ đã ảnh hưởng tới 54 triệu người, khiến 3,7 triệu người mất nhà cửa và 158 người chết và mất tích. Nước lên cao đã phá hủy 41.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 360.000 ngôi nhà. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, số ca tử vong và số nhà bị hư hại ít hơn so với các năm trước, nhưng số người mất tích và nhà cửa thiệt hại về kinh tế cao hơn nhiều. Theo Los Angeles Times, CNA đưa tin, những ngày qua, Tứ Xuyên liên tục có mưa lớn kéo dài. Thành phố Nhã An đoạn qua sông Thanh Y xuất hiện đợt lũ lớn trăm năm mới có một lần. Vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1 lần đầu tiên trong lịch sử. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu tình hình kiểm soát lũ phải được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Theo tài khoản WeChat, Tứ Xuyên thông báo của Văn phòng Thông tin Chính phủ tỉnh Tứ Xuyên, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Tứ Xuyên thông báo rằng đã có một trận lũ trăm năm mới có một lần xảy ra ở thành phố Nhã An, đoạn khu sông Thanh Y. Dự báo toàn bộ khu lưu vực sông Thanh Y sẽ hoàn toàn vượt mức báo động. Vùng hạ lưu sông Đại Độ và lưu sông Mân Giang sẽ xảy ra lũ lớn vượt ngưỡng báo động và an toàn. Tình hình kiểm soát lũ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên quyết định bắt đầu triển khai việc ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua, theo CCTV và Lumedia. Đây cũng là lệnh ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp độ 1 đầu tiên trong lịch sử của Tứ Xuyên. Căn cứ vào xu hướng lượng mưa hiện tại, dự kiến trạm Tang Hoàng Miếu của sông Đà Giang sẽ hứng chịu lũ lụt vượt mức kỷ lục lịch sử. Vùng trung và hạ lưu sông Bồi Giang sẽ tiếp tục hứng chịu lũ vượt qua mức lịch sử an toàn. Tài khoản Tứ Xuyên thông báo cũng chỉ ra rằng trận mưa lớn đêm qua đã khiến mực nước sông Thanh Y dâng cao tại thành phố Nhã An. Các cây cầu lớn như Simen Quao, Lang Quao, Da Hong Quao, Da Sinh đã qua và cây cầu lớn bắc qua sông Thanh Y tạm thời không được phép hoạt động. Ngày hôm kia do lượng mưa lớn liên tục, đất đá bị sạt lở ở thốc đầu cầu trên đường cao tốc Đô Vấn, tỉnh Tứ Xuyên khiến giao thông bị gián đoạn theo cả hai hướng. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo màu xanh, mức cảnh báo thảm họa lũ lụt bất ngờ. Theo đó, từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 8 giờ tối ngày hôm sau, lũ lụt có thể xảy ra ở huyện Thanh Ngần và những nơi khác do mưa lớn liên tục xảy ra ở Tứ Xuyên. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt được thực hiện ngày càng nghiêm ngặt, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 2 vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm qua. Các cơ sở hạ tầng ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên, A Bá đã bị hư hại ở mức độ khác nhau và ngập úng đã xảy ra ở một số nơi Miên Dương, Thành Đô, Quảng Nguyên, Đức Dương. Di rời khẩn cấp hơn 60.000 người. Tính đến trưa ngày hôm qua, 32 con sông bao gồm Đà Giang, Bồi Giang, Thanh Y, Mân Giang, Đại Độ, Gia Lăng và các nhánh sông Hoàng Hà có mực nước vượt quá mức báo động và an toàn. Trong đó, dòng chính của sông Đà Giang và một số trạm trên các nhánh sông Đà Giang, Mân Giang, Bồi Giang và Đại Độ có mực nước vượt quá mức nước an toàn. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc
thông báo rằng trận lũ số 5 trên sông Sư Tử trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn. Nó sẽ đi qua đập Tam Hiệp với lưu lượng 70.000 mét khối trên giây, lập kỷ lục về dòng chảy lớn nhất trong năm. Vâng, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy nhấn đăng ký, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc màn hình bên phải để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký ở góc phải của màn hình để theo dõi những bản tin mới nhất.